Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn nhé. Chào mừng tất cả mọi người quay lại kênh Shop Bạc bên nhà mình. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm đến những cái sản phẩm của shop và đã đăng ký ủng hộ kênh nhé. Đặc biệt là các bạn thường xuyên theo dõi những cái video bên nhà mình. Thì hôm nay là mình hân hạnh gửi đến mọi người một cái sản phẩm thiết kế mới, là một cái mặt dây chuyền hình con hổ. Đấy, rất là đẹp luôn, thì mình quay nhé, quay và giới thiệu kỹ để cho các bạn xem. Đấy, thì mình đang cầm trên tay một cái mặt dây chuyền hình chữ nhật, có thiết kế một cái hình con hổ rất là đẹp luôn. Mặt này thì có trọng lượng là 1,5 cây và có cái kích thước là 5,3 nhân với 7 cm mọi người nhé. Thế thì với cái kích thước và cái trọng lượng như này thì các bạn có thể là mình kết hợp dây tầm 3,5 đến 6-7 cây đều được. Đấy, thì đây là một cái sản phẩm thiết kế hình chữ nhật và là một sản phẩm thiết kế nguyên khối mọi người nhé, tức là đặt nguyên khối luôn chứ không phải là rời. Đấy, thông thường thì các bạn xem những cái sản phẩm mà người ta bán sẵn trên thị trường, nếu như mà có cái dạng con vật như này thì thường là người ta sẽ làm sẵn cái khuôn cái đế mọi người nhé. Đấy, cái đế mặt dây chuyền như này và cái con vật ở giữa đây là người ta sẽ làm rời. Đấy, và khi mà người ta làm thì người ta chỉ gắn cái con vật đấy vào cái một gắn vào cái mặt dây chuyền này thôi, tức là người ta sẽ làm cái dạng lưới đấy. Đấy, và người ta làm những cái gờ bên dưới để người ta gắn vào đó luôn. Thế thì với cái thiết kế mặt như vậy là các bạn đeo một thời gian thì nó sẽ bị lỏng nghèo ra và nó dơ dão ra nhé, thì nó sẽ không được đẹp. Đấy, nhưng mà riêng cái sản phẩm hàng thiết kế bên nhà mình là mình muốn là cái sản phẩm mà làm cho khách phải thật là chắc chắn. Thế vì vậy mà mình yêu cầu là thiết kế hình khối luôn. Đấy, thì đây là sản phẩm thiết kế nguyên khối và ở đằng sau thì nó như thế này, nó rất là nhẵn và phẳng và đặc biệt là nó sẽ rất là dày nữa mọi người nhé. Đấy, thì với cái mặt đằng sau như này là các bạn đeo nó cũng sẽ rất là dễ chịu và đặc biệt là nó sạch, các bạn dễ vệ sinh. Đấy, nó không có nhiều những cái góc cạnh mà để cho nó bụi bẩn nó bám lâu được, và nó là cái dạng hình phẳng như này thì các bạn vệ sinh nó cũng sẽ rất là dễ. Đấy, và khi mà thiết kế mặt này nhé, mình yêu cầu bên mẫu là phải làm cho mình thiết kế cho mình một cái hình con hổ thật là mạnh mẽ, thật là uy nghi. Đấy, thì khi mà thiết kế xong thì mình cũng rất là hài lòng, bởi vì các bạn nhìn cái dáng con hổ rất là đẹp, và đặc biệt là mình có làm mắt mọi người nhé. Đấy, mình có gắn hai cái mắt con hổ cho nên là nhìn nó sẽ rất là có hồn. Đấy, mình sẽ đưa gần để cho các bạn xem nhé. Đấy, con hổ nhìn cực kỳ là sắc nét và rất là đẹp. Ở dưới chân ấy thì mình có tạo thêm 5 cái đồng tiền nhé, 5 cái thỏi vàng. Đấy, thì để nó có thêm cái điểm nhấn và nó không bị chống cái mặt này. Đấy, vì vậy mà nếu như bạn nào mình yêu thích cái sản phẩm mặt như thế này mà các bạn đang có dây tầm như mình nói ở trên thì các bạn có thể là mình đặt luôn cái mặt này nhé. Hoặc là bạn nào mình cũng thích cái mặt như này nhưng mà các bạn không thích con hổ mà các bạn thích thay bằng một cái con vật khác mà các bạn yêu thích thì mọi người hoàn toàn có thể là mình yêu cầu làm hàng thiết kế nhé. Đấy, bởi vì là cái hàng thiết kế mình đã nói rồi là mình có thể là làm được cho mọi người, nhưng có điều là cái thời gian làm nó sẽ lâu hơn và cái chi phí nó sẽ cao hơn. Còn bạn nào mình thích cái mặt này rồi đấy thì các bạn cứ đặt luôn vào thì sẽ không phải mất cái tiền làm mẫu đó. Vì vậy mà hôm nay là quay cho mọi người xem nhé, cái mẫu con hổ rất là đẹp này, thì rất là hy vọng các bạn sẽ yêu thích nhé. Bên nhà mình là mình làm hàng đặt, mình thường xuyên là có những cái mẫu mới ra. Đấy, vì vậy mà các bạn nhớ đăng ký để theo dõi nhé. Thế thì mình xin được dừng cái video này ở đây. Một lần nữa là xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cái kênh cho mình và đã xem cái video này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.